Cảm ơn cậu Sản có bài trình bày và chia sẻ rất là chi tiết và cực kỳ sinh động. Tôi nghĩ rằng là mỗi một lần chúng ta có điều kiện gặp gỡ và chia sẻ như thế này, những cái bài trình bày như vậy nó như tiếp thêm năng lượng cho những người làm Kaizen cũng như là những người mà quản trị doanh nghiệp trong phần các nỗ lực của mình. Và trong phần trình bày của các cậu Sản có nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ gan chi gan với sự. Cái gì cũng thế, cuối cùng thì quan trọng nhất vẫn là hiện trường hiện vật, và tôi nghĩ rằng là nó thật là tốt chúng ta dành cái phần hiện trường hiện vật cho phần cuối cùng của ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vui mừng được mời ông Nguyễn Ngọc Phượng là phó tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos sẽ lên và có phần chia sẻ về kinh nghiệm triển khai Lean và Kaizen tại Cosmos. Xin mời ông. Vâng, xin chào tất cả các anh các chị ạ. Cũng rất may là công ty Cosmos là nhà cung cấp của Honda Việt Nam. Thế cho nên là trong cái quá trình làm việc với Honda Việt Nam thì chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều những cái kinh nghiệm từ phía người Nhật. Và trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì cũng cho tôi xin phép được trình bày một chút về cái kinh nghiệm của chúng tôi mà đã trải qua để chia sẻ cùng tất cả mọi người. Thì cái phần trình bày của chúng tôi gồm có 4 phần. Thứ nhất, tôi sẽ giới thiệu về sơ qua một chút về Cosmos. Phần thứ hai là tôi sẽ giới thiệu về cái phong trào Kaizen. Và phần thứ ba là tôi sẽ giới thiệu một số những cái hoạt động về chuyển đổi Lean đã triển khai. Và phần thứ tư là tôi muốn nói một chút về kinh nghiệm của bản thân cá nhân tôi cũng như là kinh nghiệm của bên phía Cosmos. Trước hết là về kinh nghiệm về giới thiệu về Cosmos thì tôi xin phép được giới thiệu một chút qua cái video. Cosmos là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực gia công cơ khí, thành lập năm 2005 tại Vĩnh Phúc. Năm 2011, để đáp ứng nhu cầu thị trường, Cosmos mở rộng thêm nhà máy tại Phú Thọ, đưa tổng diện tích hai nhà máy lên 64.000 m² với hơn 2.000 công nhân. Cosmos được ví như công viên cơ khí với nhiều loại hình gia công, dập, hàn, thép, cuốn, đáp ứng hầu hết yêu cầu đa dạng của khách hàng. Các linh kiện do Cosmos sản xuất phục vụ trong nhiều lĩnh vực như xe máy, ô tô, thiết bị cơ hơi, xây dựng. Với các khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp Nhật Bản, Cosmos luôn tập trung xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, tuân thủ triệt để quy trình sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Cosmos có thể linh động thiết
dây CNC, vốn ống CNC, tiền CNC, cán gen và nhiều loại gia công khác. Với nhiều loại gia công phong phú này, Cosmos có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu của khách hàng. Phụ tùng xe máy, ô tô, máy văn phòng, phụ tùng xây dựng. Các sản phẩm của Cosmos đang được cung cấp cho các công ty Nhật ở nhiều lĩnh vực khác nhau và được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tôi xin phép được giới thiệu bổ sung một chút ạ. Trước hết, Cosmos là một doanh nghiệp 100% vốn của Việt Nam. Và hiện nay chúng tôi có gần 2.000 công nhân. Khách hàng chính là Honda Việt Nam. Ngoài khách hàng Honda Việt Nam thì chúng tôi cũng có cung cấp một số chi tiết cho các khách hàng khác nữa của Nhật Bản. Nhưng cái đích đến cuối cùng nó vẫn là công ty Honda Việt Nam. Thế mạnh chính của chúng tôi là sản xuất linh kiện khung sườn xe máy, và hiện nay chúng tôi cung cấp khoảng độ 60-70% trên tổng số các sản lượng trong cái khung xe của Honda. Về vấn đề chất lượng thì trong suốt những năm vừa rồi, mọi người có thể nhìn thấy cái đường màu xanh là cái mục tiêu của khách hàng, và cái đường bên dưới là cái thực tế về chất lượng của chúng tôi luôn luôn thấp hơn cái mục tiêu của khách hàng rất nhiều. Và đặc biệt là trong năm 2015 thì gần như với rất nhiều các khách hàng chúng tôi đã cung cấp không có một bất kỳ một trường hợp hàng hỏng nào. Đơn vị tính ở đây là PPM, tức là đơn vị trên hàng triệu. Về giao hàng cũng tương tự như thế, thì trong suốt thời gian vừa rồi chúng tôi không hề xảy ra cái lỗi giao hàng đối với khách hàng, và liên tục trong nhiều năm chúng tôi được nhận được cái giải thưởng về chất lượng và về giao hàng từ phía Honda Việt Nam cũng như từ phía nhiều công ty khác của Nhật Bản. Ngoài cái sản xuất ra thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái yếu tố con người, đó quan tâm đến cái thử thách và phát triển nhân viên, như là trao thưởng cho những nhân viên có thành tích tốt, tổ chức cho nhân viên đi du lịch, tổ chức những cái phong trào thể thao, tổ chức phong trào văn nghệ, thi nấu ăn, thi cắm hoa, và đặc biệt là thực hiện cái một trong những cái sứ mệnh của chúng tôi, tức là tham gia vào cái sự phát triển của cộng đồng. Phần thứ hai tôi xin giới thiệu về cái phong trào Kaizen. phong trào Kaizen của chúng tôi được bắt đầu ngay từ khi mới thành lập. Thì tôi lấy ví dụ cho hai cái ví dụ năm 2015 thì chúng tôi có được hơn 1.000 những cái đề án, và nó đem lại, đây là của về phía của các nhân viên tham gia một cách chủ động, và nguyên các nhân viên này đã làm tiết kiệm cho công ty gần 2 tỷ đồng, đây chưa bao gồm những cái nhóm chuyên trách, các nhóm chuyên về Kaizen. Về cái chủ yếu là chúng tôi Kaizen không chỉ nguyên về chất lượng, mà Kaizen về khá nhiều những cái lĩnh vực chung trong nhà máy. Đây, trên đây là một số những cái ví dụ về cái hoạt động Kaizen. Nó rất là đa dạng, từ về Kaizen sản phẩm để tăng năng suất cho đến những cái Kaizen về giảm về lãng phí, Kaizen về tiết kiệm, Kaizen để tạo cái thao tác nhanh hơn, rút gọn những cái thời gian, và đến những cái Kaizen mang tính chất lớn hơn, như Kaizen cả một cái nhà xưởng, thay đổi cả một cái phương thức tổ chức sản xuất, từ những phương thức sản xuất dây chuyền bình thường cho nên sang đến những cái dây chuyền tự động hoàn toàn. Về cái Kaizen riêng về 5S thì chúng tôi đã cải tiến được những năm vừa rồi là chúng tôi cải tiến được Kaizen của toàn bộ hệ thống giao thông trong nội bộ, và đặc biệt là những cái hệ thống giao thông đảm bảo an toàn thì chúng tôi đã Kaizen để có cái sự cách ly đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên.
và cây có những cái cây gen về cái đảm bảo đến về cây gen về môi trường, ví dụ như là phân loại rác thải. Không chỉ cây gen ở dưới sản xuất, chúng tôi cây gen rất nhiều những cái hạng mục liên quan đến đảm bảo cái đời sống cho cán bộ công nhân viên, ví dụ như là chúng tôi đã cây gen hệ thống nhà ăn, cây gen bếp nấu. Hiện nay Cosmos có một trong những bếp nấu mà hoàn toàn sạch sẽ và hiện đại như những cái khách sạn hàng đầu. Và chúng tôi cũng cây gen rất nhiều những cái chỗ, kể cả những cái khu vực nghỉ ngơi cho cán bộ công nhân viên, những cái giờ nghỉ rất là ngắn giữa giờ. Một số cái hoạt động chuyển đổi sang tinh gọn chúng tôi đã triển khai. Thì trong giai đoạn từ những ngày đầu được thành lập thì chúng tôi phân chia toàn bộ những cái công nghệ sản xuất, những cái đơn vị theo từng cái nhóm chức năng. Tức là nếu như công nghệ điện thì chúng tôi phân để toàn bộ một cái khu vực là toàn bộ là điện. Nếu một cái khu vực có khu vực về dầm ngang hay khu vực về taro, khu vực về dọc thì chúng tôi phân công tất cả những cái khu vực này theo cái chức năng. Theo cái chức năng như thế này thì nó có tác dụng được rất là lớn, tức là chuyên môn hóa được những cái kỹ năng, cái năng lực của nhân viên. Nhưng nó cũng kéo theo rất nhiều những cái không đạt. Thì những cái trong cái thời gian này thì chúng tôi có những cái công việc làm được rất tốt, ví dụ như là triển khai duy trì 5S và hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt là cái vấn đề 5S. Ngay từ ban đầu chúng tôi học theo cái người Nhật nên chúng tôi tập trung rất nhiều vào cái vấn đề 5S này. Thông qua cái phân công chức năng như thế thì chúng tôi đã nâng cao được cái kinh nghiệm, đúc kết được rất nhiều cái kinh nghiệm, cái kỹ thuật thực tế trong cái sản xuất. Chúng tôi đã tìm kiếm và phát triển được rất nhiều khách hàng, và bước đầu trong những thời kỳ đầu chúng tôi đã hình thành một cái văn hóa của Cosmos, tức là đặt chất lượng lên hàng đầu, một cái văn hóa gọn gàng, sạch sẽ và kỷ luật, và một cái văn hóa ngay từ đầu là cải tiến liên tục. Tuy nhiên nếu bố trí sản xuất như vậy thì nó cũng có rất nhiều những cái điểm hạn chế, tức là sản xuất như thế thì sản xuất vẫn theo nguyên tắc là đẩy, bố trí các công đoạn sản xuất đơn lẻ và tổ chức riêng biệt các đơn vị, cho nên nó dẫn đến sản phẩm dở dang, hàng tồn rất là nhiều. Và trong cái quá trình sản phẩm, trong cái số sản phẩm dở dang và hàng tồn đó thì nó thậm chí nó có cả những cái hàng hỏng nó lẫn ở đó, vận chuyển thì là xa và tốn rất nhiều cái diện tích nhà xưởng, nhân viên thì là bởi vì là chuyên môn hóa cho nên là không đa năng, và như vậy nó kéo theo sử dụng rất là nhiều người. Thì sau đó lên giai đoạn thứ hai là chúng tôi bắt đầu cái gen là bố trí sản xuất theo dây chuyền. Thì cái đặc biệt là các khu vực của hàng chúng tôi bố trí theo dây chuyền sản xuất. Sản phẩm dở dang khi đó chỉ còn là cái hàng tồn, hàng đệm giữa các công đoạn, nhưng tuy nhiên vẫn còn khá nhiều hàng NG. Cái giai đoạn này nó có một số những cái hạn chế là bởi vì là chúng tôi ngay từ ban đầu chúng tôi không cân bằng cái sản xuất ngay từ khâu thiết kế. Khi mà chuyển đổi sang sản xuất theo dây chuyền thì cái việc cân bằng cái sản xuất giữa các công đoạn là có một cái công việc rất khó, bởi vì lúc đó khi đó nó phụ thuộc vào từng cái bộ dịch, bởi vì là anh không được thiết kế ngay từ ban đầu. Và trong cái thời điểm này thì chúng tôi vẫn có một số cái đơn vị vẫn bị tách biệt, tức là dập hàng hay là dập hay là tiệm mà các đơn vị mà cung cấp cái linh kiện cho hàng thì vẫn là tách biệt, và chúng tôi vẫn tách biệt hệ thống kho với hệ thống sản xuất. Chính vì vậy là cái tồn kho nó vẫn còn rất nhiều. Tôi lấy ví dụ tồn kho trước đây là 4 ngày tồn kho thành phẩm của chúng tôi, trước đây 4 ngày, sau này chỉ vẫn còn đến 2 ngày giao hàng, vận chuyển xa, tốn nhiều diện tích, và nhân viên thì vẫn chưa đa năng và cũng tốn quá nhiều người. Thì giải pháp tiếp theo là chúng tôi sẽ bố trí dây chuyền sản xuất cân bằng chuyền ngay từ cái khâu thiết kế, tức là tất cả những cái model các đời xe sau mà chúng tôi khai phá trong phía Honda Việt Nam thì chúng tôi tác động ngay từ cái khâu thiết kế, cân bằng ngay từ ban đầu, và chúng tôi lắp đặt cái hệ thống máng treo tự động để toàn bộ cái sản xuất của chúng tôi thực hiện theo nguyên tắc 1-1. Thì cái giai đoạn từ năm ngoái đến năm nay thì chúng tôi đã quy hoạch lại toàn bộ hệ thống nhà xưởng. Chiều nay các anh các chị nếu có điều kiện thì xin mời đến thăm Cosmos, và chúng tôi hoàn toàn bộ hệ thống hàng chúng tôi đang chuyển đổi, và đã chuyển đổi đến tháng 6 này là hoàn thành toàn bộ trên sản xuất trên cái máng treo. Và như vậy thì nó hoàn toàn áp dụng được cái nguyên tắc 1-1. Và ngoài ra thì chúng tôi bố trí các ô sản xuất hỗn hợp, tức là sản xuất dập rồi các công đoạn uốn, các công đoạn khác ngay cạnh cái dây chuyền hàng để
không để cắt bỏ toàn bộ cái sản phẩm tồn kho, linh kiện tồn kho hoặc là cung cấp ngay để không phải giảm đi cái thời gian vận chuyển. Thì cái kết quả ban đầu chúng tôi đạt được trong cái thời gian Kaizen thì chúng tôi giảm được khoảng độ 30% máy móc thiết bị, giảm được xấp xỉ 3.600 trên 18.000 mét vuông nhà xưởng, không phải tuyển thêm xấp xỉ 300 nhân viên trên 1.800 nhân viên. Ở đây tôi nói là cái từ là không phải tuyển thêm, bởi vì cái phương châm của Cosmos là không phải Kaizen là cho nhân viên nghỉ việc, mà trong cái quá trình cả hàng năm 2 năm trời chúng tôi Kaizen được thì như những năm trước thì chúng tôi phải tuyển thêm người, và trong thời gian vừa rồi thì trong cái thời gian Kaizen thì chúng tôi không phải tuyển thêm người nữa. Về bản chất là nó có thể giảm đi được là 300 người, nhưng chúng tôi triển khai thì chúng tôi không giảm người mà chúng tôi không tuyển thêm nữa. Và chúng tôi huấn luyện được một đội ngũ nhân viên có kỹ thuật, có kinh nghiệm Kaizen. Phương hướng tiếp theo là chúng tôi xây dựng một cái chương trình tái thiết công ty từ năm 2016 đến năm 2020. Trong đó cái chương trình chuyển đổi Cosmos sang một doanh nghiệp tinh gọn là một trong những cái nội dung rất là quan trọng. Thì cái kinh nghiệm của chúng tôi là những cái hạn chế. Thì trong suốt thời gian vừa rồi chúng tôi Kaizen thì chủ yếu là chúng tôi mày mò. Chúng tôi vớ được những cái quyển sách nào thì chúng tôi đọc được những quyển sách đó. Đặc biệt là những quyển sách ví dụ như là Toyota Way, là phương thức của Toyota, v.v. Và chúng tôi cũng thiếu một cái chương trình, một cái Kaizen một cách tổng thể. Chúng tôi chỉ tập trung nhiều Kaizen ở dưới hiện trường, mà rất nhiều cái lĩnh vực Kaizen khác như bác Kagawa vừa nói, ví dụ như Kaizen về rất nhiều cái công việc trên văn phòng v.v. là đến bây giờ chúng tôi triển khai vẫn còn rất là yếu. Và chính vì vậy thì cái kỹ năng của cán bộ công nhân viên cũng chỉ tập trung chính vào cái kỹ thuật và hiện trường. Thì cái kinh nghiệm ở đây là gì? Trước hết xin báo cáo trước hết là cái đầu tiên nhất là đối với kinh nghiệm của chúng tôi là cái cam kết của lãnh đạo. Những người thành lập ra công ty Cosmos là chúng tôi là những người đi học ở Nga về. Bản thân chúng tôi là những người được ngày xưa thi đỗ đại học với điểm cao, được nhà nước cử đi học, và là những người học sinh rất là giỏi ở Việt Nam, và sang đó chúng tôi học và chúng tôi sống, cái cách sống của mình không thua kém gì người châu Âu cả, nhưng sang đó chúng tôi vẫn bị kỳ thị là một người châu Á, kỳ thị là một người Việt Nam. Cho đến khi mà về đến Việt Nam thì chúng tôi xây dựng với doanh nghiệp với cái ý chí là chúng tôi hoàn toàn có thể làm được những gì mà người nước ngoài làm, và thậm chí còn làm tốt hơn họ. Và đến bây giờ, thời điểm bây giờ thì hoàn toàn đã chứng minh được cái việc là Cosmos là một cái doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, nhưng chúng tôi đã vượt qua rất nhiều những cái đối thủ từ Trung Quốc, từ Đài Loan, thậm chí cả rất nhiều cái đối thủ ở Nhật Bản để trở thành một trong những cái nhà cung cấp rất là quan trọng. Và nếu về lĩnh vực khung sườn thì là chúng tôi có thể khẳng định là tự hào là nhà cung cấp số 1 của Honda Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận những cái gì đã có mà luôn luôn phấn đấu những cái gì tốt hơn. Ngày hôm nay chúng tôi giảm được tiêu chuẩn giờ công, tôi lấy ví dụ từ 30 giây xuống còn 20 giây thì ngày mai chúng tôi mong muốn tiếp tục giảm nữa. Không chấp nhận những cái gì đang có. Chúng tôi kiên trì học hỏi trong suốt thời gian 10 năm thành lập thì luôn luôn đọc sách, luôn luôn cùng với anh em, cán bộ, công nhân viên, tất cả chúng tôi tự mày mò, tự nghiên cứu, tự học. Chúng tôi không chỉ Kaizen sản xuất mà cả luôn luôn đi đôi với nó là cải tiến cả những cái chế độ, những cái điều kiện làm việc, cái khu nghỉ giải lao, nhà ăn để phục vụ cho nhân viên. Trước khách hàng thì chúng tôi thường khẳng định là chất lượng là số 1, nhưng thực tế về bản chất ở trong công ty thì là nhân viên mới là số 1. Các thành viên ban giám đốc của chúng tôi không chỉ đi đầu về cái phong trào Kaizen mà còn là những cái tấm gương về cái ý thức kỷ luật. Tất nhiên là nhiều khi nhìn vào các doanh nghiệp nhà nước thì thấy cũng thấy rất tiếc là các sếp thường là ăn mặc om lê, rất là hào nhoáng, đi những cái xe đẹp. Nhưng mà vào công ty Cosmos của chúng tôi thì hôm nay đi hội nghị như thế này tôi mới mặc bộ quần áo thường. Còn nếu vào công ty tôi mặc đồng phục hoàn toàn như tất cả anh em công nhân, và không một ai biết rằng người đó là giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị, và chỉ có khi được giới thiệu thì mới biết. Cái kinh nghiệm thứ hai là thực sự chúng tôi đặt chất lượng này hàng đầu. Chúng tôi cảm thấy rất là xấu hổ và mất danh dự mỗi khi nhận được một cái điện thoại, một cuộc điện thoại hay là một cái email từ khách hàng là hàng của các anh bị hỏng đấy, hoặc là hàng của các anh kém công ty nọ, kém công ty kia, chất lượng không đạt. Cái đó là một cái chúng tôi thực sự cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi không ngừng cái Kaizen chỉ có ở cái sản phẩm chất lượng đầu ra mà ở tại từng công đoạn sản xuất. Như tôi có giới thiệu với các bạn, chúng tôi không chỉ Kaizen ở sản xuất không, mà chúng tôi Kaizen ở ngay từ cái khâu thiết kế.
Kaizen ngay từ khâu chế tạo khuôn Kajik để đảm bảo cho cái quá trình sản xuất. Chúng tôi luôn luôn kiên định và duy trì cải tiến về 5S, bởi vì chúng tôi suy nghĩ rằng 5S không đơn giản chỉ là sạch sẽ ngăn nắp. 5S không chỉ đơn giản là đem lại những cái hiệu quả về chất lượng hay là năng suất, mà 5S là rèn cả một cái ý thức kỷ luật, và nó là một cái môi trường để nuôi dưỡng cái sáng tạo. Vì như tất cả các anh các chị biết, cái ý thức kỷ luật của người Việt Nam chúng ta rất là kém. Ví dụ như Cosmos chúng tôi rất là vất vả, cái đơn giản nhất một cái việc duy trì như cái việc là vào nhà vệ sinh thì phải để dép ở ngoài. Chúng tôi mất 3 năm trời chúng tôi mới làm được cái việc đó. Nó không có phải là cái gì nó quá là to tát, nhưng nó thể hiện ở hai cái thứ nhất là đem lại cái lợi ích cho người nhân viên. Giày dép của anh ở dưới xưởng có thể dính bẩn dầu mỡ, nếu anh đi vào nhà vệ sinh nó bẩn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên. Và cái thể hiện thứ hai là muốn có một cái cam kết rằng nếu nó đã là một cái quy định thì là mọi người cần phải tuân thủ. Bởi vì một cái quy định nhỏ như thế, nếu anh không tuân thủ thì những cái quy định liên quan đến đảm bảo chất lượng thì anh không thể tuân thủ được. Chúng tôi luôn luôn huấn luyện nhân viên bằng thực tế hiện trường, tức là tất cả những cái vấn đề bất thường phát sinh, những cái bất thường, những cái điểm thay đổi, điểm biến đổi, chúng tôi cố gắng kiểm soát nó một cách tốt nhất. Và mỗi một khi có một cái vấn đề bất thường phát sinh thì đó không phải là cái vấn đề là đổ lỗi, mà đó là một cái cơ hội để cho nhân viên mình, để thử thách nhân viên mình, thử thách từ đơn vị thiết kế cho đến thử thách đến những cán bộ quản lý chất lượng, thử thách cán bộ quản lý và thử thách cả những nhân viên hiện trường. Nó là cơ hội và chúng tôi đấy không coi nó là những cái đổ lỗi trách nhiệm với nhau. Và chúng tôi phát triển như các bạn, tôi tại sao hôm nay tôi trình bày cả những cái phong trào khác, bởi vì từ cái phong trào nọ nó kéo theo cái phong trào kia. Trước hết nhân viên của chúng ta phải tích cực tham gia những cái phong trào mà họ cảm thấy thích thú trước, như văn nghệ, thể thao, tạo cho họ thể hiện được những cái thế mạnh của mình. Thì từ những cái phong trào đó đến cái việc là ban giám đốc cam kết không chỉ phát triển công ty mà còn đóng góp cho cả xã hội, tham gia giúp đỡ những người nghèo, những trẻ em bị khuyết tật, và tham gia giúp đỡ ngay cả bản thân cán bộ công nhân viên gặp khó khăn trong công ty, thì thông qua những cái đó sẽ lôi kéo được rất nhiều đội ngũ cán bộ công nhân viên tham gia vào cái phong trào Kaizen. Và thời gian rất có hạn cho nên tôi trình bày nhanh cái kinh nghiệm của Cosmos. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã nghe. Cảm ơn anh Phượng với phần trình bày vừa rồi rất là cụ thể, rất là xác thực, và tôi nghĩ là nó cũng không kém phần gọi là khuyến khích, mang tính khuyến khích và động viên. Tôi cho rằng những cái chia sẻ như vậy nó không phải chỉ là chia sẻ kinh nghiệm, quan trọng hơn nó chia sẻ cho chúng ta những cái động lực rất là cần thiết để mà nuôi dưỡng phát triển cái phong trào về Lean Kaizen nói chung. Tôi biết rằng là bây giờ nó cũng hơi trễ và có thể là quý vị chúng ta sẽ có nhiều người có các câu hỏi. Và chắc là để chuẩn bị cho cái chuyện đó cho nên là bên phía ban tổ chức thì hôm nay là bố trí là chúng ta sẽ sử dụng tiệc đứng ở phía trước. Và hy vọng là trong lúc mà chúng ta dùng tiệc đứng thì chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau về các nội dung mà các cái diễn giả đã chia sẻ, cũng như là trao đổi giữa các cái đơn vị đã tham gia với nhau ở đây. Thì cho cái phần về tập trung hội nghị ở trên này, tôi xin phép là chắc là chúng ta kết thúc ở đây thôi. Một lần nữa thì cảm ơn cái sự rất là nhiệt tình, cũng như là những cái nội dung rất là quý báu, bổ ích được chia sẻ từ bà Phạm Trí Lan về cái bối cảnh của các cái điều kiện về hội nhập kinh tế thế giới, phần chia sẻ của Cao Sàng về cái việc kết hợp về bảo trì năng suất tổng thể, rồi quản lý năng suất toàn diện, rồi hệ thống cái sản xuất của Toyota trong một cái chương trình Kaizen tổng thể. Mà tôi nghĩ rằng đấy cũng là một những cái kinh nghiệm rất là quý, cái phần chia sẻ rất là thực tế và rất là sinh động từ phía bên đại diện của Cosmos, cũng như là một vài cái điểm chia sẻ về chiến lược của bên PMQ. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng là các cái nội dung và cái không khí mà chúng ta chia sẻ với nhau ở đây, cũng như là cái phần mà chúng ta sẽ tham quan Kaizen Game 3 vào buổi chiều, nó sẽ cung cấp thêm các cái nguồn năng lượng cho các nỗ lực về Kaizen và triển khai Lean tại các doanh nghiệp trong thời gian tới. Chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới sẽ có dịp
đến các cái doanh nghiệp để cùng thảo luận các cái chuyện cụ thể ở mỗi một đơn vị, và có nhiều dịp để chúng ta có thể ngồi lại với nhau và chia sẻ những cái bài học hữu ích trong cái quá trình về triển khai và cải tiến tại các doanh nghiệp của mình.